đúng rồi, gọi là thành phố Thủ Đức. Có chơi dài luôn. Thành bị bận này lâu chưa Thành? Lâu là bao lâu không? Chắc khoảng năm. Bao năm. Này mẹ kêu bác chở qua hả? Thì sao? Bắt chở. Bác thấy con gì mụn quá, cái bác kiếm chỗ chở qua làm à? Bác chở qua là mẹ có biết không? Sao bác nào mà thương con dữ ta? Bác qua là bác dặn là phải khui thủy lấy mới được. Bác đó là anh của mẹ ha, anh của bố, Nhà của bố, anh anh rể. rể của bố. Có lần nhớ hết cái mụn này nữa. Lát nữa đi ráp về bác qua bác chở về. Giờ bác chở. À, bác chở về.
giỏi quá trời luôn, Thành giỏi nha. Mới lấy một lần đầu tiên mà vậy là quá giỏi rồi đó Thành. Có tiếng cho nó hết một con nha. Mặt con sẹo hết luôn, quá trời luôn. Này con đi học lại là chứ hả? Sao mà hôm nay được thực hiện buổi chiều hả? Giờ trường cho nghỉ. À, thì vậy à. Theo cả nhà